trong thời gian qua có rất là nhiều khách hàng và anh chị em gọi điện đến hỏi tại sao cái iphone khi mua về chuông đổ lúc to lúc nhỏ thì hôm nay em trong video này em sẽ hướng dẫn anh chị cái cách tắt nó thì cái cách tắt rất là đơn giản và em sẽ giải thích vì sao nó lại đổ chuông lúc to lúc nhỏ thì chuông đổ lúc to lúc nhỏ là do iphone từ iPhone X trở lên những chiếc iPhone có trang bị Face ID là mở khóa bằng khuôn mặt thì iPhone X, XR, iPhone 11, iPhone 12 vân vân và 12 Pro Max. Ví dụ như thế, nói nôm na là những cái chiếc iPhone có tính năng mở khóa bằng khuôn mặt thì khi gọi đến nó sẽ đổ chuông lúc to lúc nhỏ khi anh chị không tắt tính năng này. Tính năng này là gì? anh chị vào cài đặt anh chị vào Face ID và mật mã đây anh chị vào file ID và mật mã thì ở đây nó sẽ có hai chỗ hai dòng tích xanh lên là cái chỗ chú ý này yêu cầu chú ý cho Face ID tính năng nhận biết sự chú ý anh chị vui lòng tắt hai cái dòng này dùm em và sau đó em sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này đây, đầu tiên anh chị muốn tắt cái dòng đó, đơn giản anh chị nếu mà anh chị nào đã cài mật mã cho cái iPhone rồi thì anh chị tắt rất là dễ dàng. Còn nếu mà anh chị nào chưa cài thì anh chị cài mật mã vào. Mật mã thì anh chị đặt tự đặt tùy thích. Em đặt 6 con số 0 cho dễ. Nhớ. Đây và anh chị tắt hai cái dòng này đi anh chị ok là xong rất là đơn giản thì cái tính năng uh, phe đi này là nó trang bị nó rất là thuận tiện cho nhu cầu sử dụng của người dùng nhưng nhiều khách hàng người ta cứ tưởng là điện thoại bị hỏng hoặc là hoặc là bị lỗi và em sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này khi cái chỗ chú ý hồi nãy em chỉ được bật lên là hai dòng này đây thì khi mà anh chị nào mà cầm điện thoại trên tay mà cái face id nó thấy cái mặt của anh chị thì khi có cuộc gọi đến nó sẽ đổ chuông rất nhỏ hoặc không đổ chuông và cái thứ hai tại sao có khi đổ chuông to và có khi đổ chuông nhỏ trong cùng một cuộc gọi tại sao nó không to luôn hoặc là nó không nhỏ luôn thì em sẽ giải thích rõ hơn. Ví dụ như cái điện thoại anh chị đang nằm trên bàn như thế này. Thì khi có một cuộc gọi đến, nó sẽ đổ chuông rất là to. Nhưng khi anh chị nghe điện thoại đổ chuông, anh chị đi lại gần thì cái camera này nó sẽ thấy được gương mặt của anh chị và nó thấy cái sự chuyển động. Anh chị đã đi tới. Thì khi mà nó phát hiện ra anh chị thì nó sẽ không đổ chuông nữa thì nó sẽ không đổ chuông nữa và lập tức nó đổ chuông rất bé và khi anh chị cầm trên tay gần như là nó không đổ chuông luôn và nó có cái gung rất là nhẹ để phản hồi cái đây là cái tính năng chú ý rất là hay mà iphone nó trang bị nên em làm video này để hướng dẫn anh chị cái cách tắt nó và giải thích rõ hơn về cái vấn đề mà tại sao anh chị lại nghe cái chuông iphone lúc to lúc nhỏ và không biết tắt chỗ nào thì em hướng dẫn lại một lần nữa là anh chị vào phe đi vào mặt mã anh chị cài mật khẩu xong anh chị tắt hai cái dòng này đi là kể từ đây nó sẽ không có đổ chuông lúc to lúc nhỏ nữa mà lúc nào nó cũng đổ rất là to khi mà dù anh chị có cầm trên tay hay là anh chị để dưới bàn nó vẫn đổ chuông rất là to thì cái video này thật ra là mà nói là rất là đơn giản em video hơi dài lý do em giải thích cho anh chị rõ hơn về cái vấn đề mà iphone nó đã trang bị tính năng này rất là hay em xin chào và hẹn gặp lại trong video sắp tới